Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 33, Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh, Phó Thác Thứ Ba, Phát Quang Địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử cung kính lời dạy của thiện tri thức, tu hành lời dạy của thiện tri thức, bèn nghĩ như vậy. Bậc thiện tri thức khó thấy, khó gặp được. Thấy được thiện tri thức khiến cho tâm chẳng tán loạn. Thấy được thiện tri thức sẽ phá tan núi chướng ngại. Thấy được thiện tri thức sẽ vào được biển đại bi cứu hộ chúng sinh. Thấy được thiện tri thức sẽ đắc được trí huệ quang minh chiếu khắp pháp giới. Thấy được thiện tri thức đều có thể tu hành đạo nhất thiết trí. Thấy được thiện tri thức sẽ thấy khắp được biển mười phương chư Phật. Thấy được thiện tri thức sẽ thấy được chư Phật chuyển bánh xe pháp nhớ trì không quên. Nghĩ như vậy rồi phát tâm muốn đến chỗ Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh. Lúc đó thiện tài đồng tử gần gũi Dạ Thần Tịnh Quang đắc được pháp ích. Trong tâm lãnh thọ diệu pháp này, cung kính thường nhớ lời dạy của thiện tri thức, tu hành lời dạy của thiện tri thức đã nói với ngài, bèn nghĩ như vậy. Bậc thiện tri thức chân chánh chẳng dễ gì thấy gặp được cũng không chắc nhận ra được, thậm chí ở trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Thường thấy được thiện tri thức thì khiến cho tâm mình chẳng tán loạn, chẳng khởi vọng tưởng, chẳng có nhiều tà tri tà kiến. Thấy được thiện tri thức thì sẽ phá tan được núi chướng ngại. Thấy được thiện tri thức thì sẽ vào được biển đại bi, cứu hộ hết thảy chúng sinh. Thấy được thiện tri thức thì sẽ đắc được trí huệ quang minh chiếu sáng khắp pháp giới. Thấy được thiện tri thức thì đều có thể tu hành đạo nhất thiết trí. Thấy được thiện tri thức thì sẽ thấy khắp được biển cõi mười phương chư Phật. Thấy được thiện tri thức thì sẽ thấy được tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp, nhớ, nghĩ, thọ trì không quên. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy rồi bèn phát tâm muốn đến chỗ Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh. Bấy giờ Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh ra bị cho thiện tài đồng tử, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức hay sinh ra các căn lành tăng trưởng thành thục. Đó là khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu trợ đạo cụ, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ khởi tâm dũng mãnh, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ làm nghiệp khó hoại, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức khó phục, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ vào được vô biên phương hướng, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành lâu dài, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ biện lý được vô biên nghiệp, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành vô lượng đạo, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức mau chóng đến khắp các cõi, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ không lìa bổn xứ mà đến khắp mười phương. Lúc đó Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát chúng sinh ra bị cho thiện tài đồng tử, khiến cho ngài biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ sinh ra tất cả căn lành tăng trưởng thành thục pháp lành, như là khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu công đức trợ đạo cụ, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ khởi tâm tinh tấn dũng mãnh, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ làm thiện nghiệp khó hoại, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức lực khó phục, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ vào được vô biên biển cõi phương hướng, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành Phật pháp lâu dài, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ biện lý được vô biên đạo nghiệp, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành vô lượng đạo pháp, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức mau chóng thành Phật đến khắp biển cõi của chư Phật, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ không lìa bổn xứ mà đến khắp mười phương cõi nước chư Phật. Bấy giờ thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà dũng mãnh sinh tu đạo nhất thiết trí, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà mau chóng sinh ra biển đại nguyện, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể vì tất cả chúng sinh hết kiếp thuở vị lai thọ vô lượng khổ, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể mặc áo giáp đại tinh tấn ở trong một hạt bụi nói pháp âm thanh khắp cùng pháp giới.